Xin chào những người anh em mang dấu màu quy đỏ, chúc anh em một buổi chiều vui vẻ. Trước khi đến với nội dung bản tin, anh em tiện tay hãy dành cho kênh một like và đăng ký, cảm ơn anh em rất nhiều. Pellegrini tỏa sáng bùng nổ. Theo United In Focus, cầu thủ người Uruguay dẫn đầu cuộc bình chọn ngôi sao xuất sắc nhất trận đấu với Athletic Bilbao. Man United có trận đấu giao hữu cuối cùng trước khi mùa giải mới bắt đầu. Đoàn quân huấn luyện viên Ten Hag chạm trán Bilbao trên sân động Aviva Island. Kết thúc 90 phút, hai đội hòa nhau một đều. Nico Williams ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng Tây Ban Nha ở phút 29. Phút 90+3, Facundo Pellegrini lập công gỡ hòa một đều cho Man United. Pellegrini là một trong điểm sáng của quỷ đỏ ở trận này. Sao Mai người Uruguay được các cổ động viên Man United bầu chọn là ngôi sao xuất sắc nhất trận đấu. Pellegrini dẫn đầu kết quả bầu chọn với 73%. Jadon Sancho đứng thứ hai với 7% phiếu bầu. Eriksen xếp thứ ba với 4% phiếu bầu. Đây cũng là số phần trăm phiếu bầu của Harry Maguire. Mùa hè năm nay, tương lai của Pellegrini bị đặt dấu hỏi lớn. Một số tờ báo xứ sương mù loan tin Man United có kế hoạch đẩy đi cầu thủ người Uruguay dưới dạng cho mượn. Tuy nhiên, Man thể hiện trước Bilbao có thể sẽ khiến huấn luyện viên Ten Hag cân nhắc về vai trò, vị trí của Pellegrini trong đội hình của Man United ở mùa giải mới. Ten Hag thừa nhận các tài năng trẻ của MU. Trao đổi với trang chủ của Manchester United, chiến lược gia người Hà Lan đã đưa ra những nhận định đáng chú ý về các tài năng trẻ. Trao đổi sau trận hòa với Athletic Bilbao, huấn luyện viên Ten Hag khẳng định các cầu thủ trẻ của Man United xứng đáng có được cơ hội ra sân trong giai đoạn tiền mùa giải, nhưng họ cũng cần phải nắm bắt những thời cơ này để thể hiện bản thân. Ten Hag thừa nhận ông hài lòng với sự dũng cảm mà các tài năng trẻ của Quỷ Đỏ đã thể hiện. Chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ: "Họ xứng đáng, nếu không thì chúng tôi đã không cho họ vào sân. Tất nhiên, khi bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải, chúng tôi phải cho các cầu thủ trẻ cơ hội, nhưng sau đó thì họ phải nắm bắt lấy nó. Họ rất dũng cảm và đó là điều tôi thích. Hãy dũng cảm, chơi bóng và thể hiện bản thân. Nếu muốn chơi bóng ở đội 1, bạn phải chịu trách nhiệm cả khi chúng tôi có và không có bóng. Và đó là những gì họ đang làm. Tôi hài lòng với sự phát triển của họ. Đó là những trận đấu như thế này hay trận gặp Dortmund và West Ham. Nó rất có giá trị cho sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Từ những trận đấu đó, họ học hỏi và tiến bộ nhiều hơn." Van der Beek tiếp tục thảm hại. Tiền vệ người Hà Lan đã không thể nắm bắt cơ hội để chứng tỏ giá trị của bản thân trong cuộc đối đầu với Bilbao. Trước khi chính thức bước vào mùa giải mới, MU phải đối mặt với thách thức cuối cùng trong loạt trận giao hữu mang tên Athletic Bilbao. Đúng như dự đoán, sau khi sử dụng đội hình mạnh nhất để chạm trán Lens, vào đêm qua, huấn luyện viên Ten Hag đã tạo điều kiện cho hàng loạt cầu thủ dự bị và tài năng trẻ ra sân. Đây là cơ hội để những nhân tố phụ khẳng định giá trị của bản thân và hiển nhiên Pellegrini đã làm được điều đó. Vì vậy, Donny van de Beek lại là một trường hợp trái ngược. Thực tế, De Beek đã có những màn thể hiện tương đối ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải này, nhưng ở trận giao hữu cuối cùng thì anh lại gây thất vọng mạnh mẽ. Được bố trí đá chính ở vị trí tiền vệ hộ công, van de Beek không thể tạo ra những khoảnh khắc đột biến hay cơ hội ghi bàn cho đồng đội, và anh gần như cũng chẳng để lại được bất kỳ ấn tượng nào trên sân ngoại trừ một pha dứt điểm trúng đích. Số liệu từ SofaScore cho thấy ngôi sao người Hà Lan có vỏn vẹn 19 lần chạm bóng trong 45 phút góp mặt ở trên sân, khiến Quỷ Đỏ mất quyền kiểm soát bóng 5 lần và chỉ thực hiện thành công được 9 đường chuyền. Cần biết, Van der Beek không có bất kỳ đường chuyền nào mang đến cơ hội ghi bàn trước Bilbao. Anh cũng không tích cực hỗ trợ phòng ngự và có một lần bị đối phương dê bóng qua người. Với màn thể hiện không thể mờ nhạt hơn, không có bất ngờ khi Van der Beek bị rút khỏi sân chỉ sau 45 phút thi đấu. MU chốt người thay thế Maguire. Ký giả Romano xác nhận Man United sớm lên kế hoạch thay thế trung vệ Harry Maguire. Quỷ Đỏ vừa hoàn tất chữ ký của Rasmus Højlund. Sau khi chiêu mộ cầu thủ này, MU được cho là sẽ chuyển hướng sang tiền vệ Sofyan Amrabat. Cuối cùng, Romano xác nhận đội chủ sân Old Trafford có thể khép lại kỳ chuyển nhượng mùa hè với một trung vệ. MU có thể chia tay Harry Maguire và Eric Bailly vào mùa hè năm nay, nên sẽ mang về một trung vệ mới. Axel Disasi của AS Monaco ban đầu là mục tiêu số 1. Tuy nhiên, trong lúc Quỷ Đỏ đang bận đàm phán vụ Højlund, Chelsea đã nhảy vào và cướp thành công Disasi. Dù vậy, Man United cũng sớm xác định mục tiêu tiếp theo. Cụ thể, ký giả Romano cho hay MU quan tâm đến danh Clay Tosibo và họ đã có những liên hệ. MU coi Tosibo là một trong những phương án ưu tiên để chuyển nhượng trong trường hợp Maguire ra đi. Thông tin của Romano được đưa ra ngay sau khi Maguire tiếp tục mắc sai lầm khiến Quỷ Đỏ nhận bàn thua trước Bilbao. Lúc này, West Ham rất muốn có sự phục vụ của trung vệ người Anh. Với Tosibo, mùa giải 2022-2023, anh thi đấu bùng nổ tại Ligue 1. Khả năng cầm bóng tốt là điểm cộng nơi Tosibo, bỏ lại sau lưng quãng thời gian đáng quên tại Barcelona,
ngôi sao người Pháp lột xác mạnh mẽ trong màu áo của Nice. Lý do Højlund chưa có số áo tại MU. Daily Mail xác nhận Rasmus Højlund chưa được biết số áo của mình tại sân Old Trafford. Højlund mới chỉ gia nhập Atalanta vào mùa hè năm ngoái, nhưng đã sớm thể hiện tiềm năng lớn với 10 bàn thắng sau 34 lần ra sân. Qua đó, thuyết phục Man United móc hổ bao với mức phí cố định 64 triệu bảng, kèm 8,5 triệu bảng phụ phí. Erik ten Hag được biết đến với khả năng phát triển và nuôi dưỡng các tài năng trẻ từ những năm ông còn ở Ajax, và Man United đã khao khát một tiền đạo trung tâm mới kể từ khi Edinson Cavani và Ronaldo rời khỏi câu lạc bộ chỉ cách nhau vài tháng. Højlund mặc dù còn là viên ngọc thô nhưng hứa hẹn có thể phát triển mạnh mẽ tại Man United. Đáng chú ý, Højlund đã có buổi ra mắt quỷ đỏ song không có số áo ở sau lưng. Theo tờ Daily Mail, MU muốn đợi cho đến khi các cuộc đàm phán chuyển nhượng khác nhau diễn ra theo đúng lộ trình. Erik ten Hag rất muốn chờ đợi cho đến khi chốt được danh sách đội hình cuối cùng, sau đó mới trao số áo cho Højlund. MU và cây đinh ba của quỷ. Quá khứ huy hoàng của Man United dưới thời Sir Alex Ferguson gắn liền với thế hệ vàng 92, với các nhân tố trưởng thành từ lò đào tạo Carrington như David Beckham, Paul Scholes hay anh em nhà Neville. Và bây giờ, trước những tín hiệu lạc quan mà Erik ten Hag đang nhắm đến, các Manusian hy vọng rằng trong một tương lai gần, hàng công của quỷ đỏ sẽ xuất phát với những sản phẩm đều được đôn lên từ tuổi trẻ. Dù Rasmus Højlund đã là tân binh của Man United với sứ mệnh trở thành chân sút chủ lực của đội bóng từ mùa giải 2023-2024, nhưng rõ ràng ngôi sao người Đan Mạch được xem là lựa chọn cho tương lai, bởi anh mới 20 tuổi và chỉ ở dạng tiềm năng chứ chưa phải là chân sút cự phách kiểu Harry Kane hay Victor Osimhen. Tất nhiên, cổ động viên quỷ đỏ kỳ vọng cựu cầu thủ của Atalanta sẽ tỏa sáng tại Old Trafford, nhưng anh có thể đối mặt với sự cạnh tranh từ một ngôi sao vốn đã chứng tỏ được tài năng tại Old Trafford nhưng đang chờ được phán quyết, đó chính là Mason Greenwood. Và kể cả Marco Rashford, người cũng đã rất nhiều lần đá trung phong ở mùa giải vừa rồi với bộ kỹ năng ngày một hoàn thiện. Nhắc đến gỗ xanh, không ai không thán phục bởi kỹ năng dứt điểm bằng 3 chân như một cùng với bản lĩnh thi đấu chững chạc vượt xa so với tuổi đời, cùng với sự lạnh lùng trước khung gỗ. Vì chơi hay nhất khi đá tiền đạo cánh phải, nhưng Mason Greenwood cũng cho thấy mình đá trung phong không hề tệ. Hiện tại dù tương lai của chàng cầu thủ lắm tài nhiều tật vẫn chưa được làm sáng tỏ, nhưng nhiều nguồn tin uy tín đã khẳng định nhà tài trợ chính cho Man United là Adidas đã bật đèn xanh để cho tài năng trẻ này quay trở lại làm lại cuộc đời. Trong khi đó, huấn luyện viên Ten Hag cũng muốn được làm việc với anh, còn các đồng đội khác thì cho rằng Greenwood xứng đáng được trao thêm cơ hội. Khi mà đối tác, người quyết định về tài chính, huấn luyện viên, người quyết định về chuyên môn và đồng đội, những người ăn tập hàng ngày đều không phản đối thì việc Mason trở lại có lẽ chỉ là việc sớm hay muộn. Với một nhân tài thuộc dạng bẩm sinh như vậy, thời gian để anh lấy lại cảm giác bóng sau một năm xa sân cỏ có lẽ cũng không mất quá nhiều thời gian. Một khi Mason Greenwood trở lại là chính mình, thì khi đó MU sẽ có được cây đinh ba của quỷ do chính câu lạc bộ rèn nên với sự góp mặt của Garnacho, Rashford và Greenwood. Như đã biết, Rashford và Greenwood đều là sản phẩm ưu tú của lò đào tạo Carrington. Trong khi đó, dù Garnacho chuyển tới Old Trafford từ Atletico Madrid, nhưng anh cũng đã có vài năm ăn tập ở tuyến trẻ trước khi được đôn lên đội 1. Trên lý thuyết, đây là bộ ba lý tưởng cho công cuộc phục hưng của Man United, bởi ngoài yếu tố của nhà chồng được thì tài năng của cả ba đều ở dạng xuất chúng. Greenwood có đầy đủ khả năng để đẩy những người như Anthony hay là Jadon Sancho lên băng ghế dự bị để chiếm vị trí tiền đạo cánh phải nếu anh chơi hay như thời của Leganés Sousa. Trong khi ấy, với những màn trình diễn ở mùa giải vừa rồi và mới đây nhất trước Len, Garnacho cho thấy mình là ngôi sao ở cánh trái. Lúc đó, Marcus Rashford sẽ sắm vai trò trung phong, dù cho tiến sĩ đã tiền đạo cánh trái tốt hơn. Đó là sự kết hợp của ba ngôi sao giàu kỹ thuật, tốc độ và mức độ nguy hiểm thì khỏi phải bàn. Với mức giá 75 triệu euro khi mới 20 tuổi đủ thấy, MU và huấn luyện viên Ten Hag coi trọng Rasmus Højlund đến như thế nào. Nhưng một mình anh là chưa đủ cho hàng công của đội chủ sân Old Trafford. Trong giấc mơ tái hiện lại thời kỳ huy hoàng, các Manusian có lẽ sẽ thích đặt niềm tin vào những con người mà số phận sắp đặt họ là một phần của kỳ đỏ từ lúc mới bắt đầu. Và biết đâu chừng, chỉ ngay sau mùa giải năm nay, tam tấu GRG sẽ xuất hiện và mang đến những cảm xúc dạt dào như những bậc tiền bối đã làm tại nhà hát của những giấc mơ. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.